một vùng quê trù phú với hoa thơm trái ngọt. Chè, dứa, gạo sén củ và nhiều sản phẩm nông nghiệp trở thành hàng hóa, góp phần giảm nghèo bền vững. Một trung tâm cụm xã mang dáng dấp của đô thị khang trang. Tất cả đã tạo nên một thị tứ bản lầu phát triển ở Mường Khương. Đây là những bức ảnh hiếm được Đảng bộ và chính quyền xã Bản Lầu lưu giữ về một thời gian khó cách đây 40 năm đưa dân về định cư tại thôn biên giới Na Lốc Cốc Phương. Sau chiến tranh năm 1979, khoảng 10 năm, đây cũng là thời điểm tỉnh Lào Cai chuẩn bị tái lập. Gian khó vì đây là giai đoạn gom sức người sức của sau loạn lạc bởi chiến tranh, kiến thiết lại quê hương khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới. Ông Đỗ Duy Phiên, nguyên bí thư Đảng ủy xã Bản Lầu, là người con quê hương Thái Bình lên Lào Cai lập nghiệp từ những năm 70 của thế kỷ trước. Cùng bà con nhân dân xã Bản Lầu sản xuất nông nghiệp, sau đó đi học và tham gia công tác ở xã, được tín nhiệm làm chủ tịch ủy ban nhân dân rồi đến bí thư Đảng ủy xã. Gắn bó với vùng đất Bản Lầu cho đến nay nên những ký ức thời gian về nơi đây luôn được ông ghi nhớ. Từ năm 79 trở trước ấy, thì nhân dân các dân tộc xã Bản Lầu cũng rất là cần cù làm ăn, chăm chỉ lao động. Nhưng mà với cái truyền thống sản xuất độc canh, cây lúa, cây ngô cho nên là đời sống của nhân dân rất vất vả. Đấy. Cái chưa đảm bảo cái an ninh lương thực. Nên đời sống vào cái tỉ lệ đồng bào nghèo rất nhiều. Đến năm 86 thì có cái nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 6 thì cái sự nghiệp đổi mới nó bắt đầu. Nó mở rộng ra cái đổi mới. Thì từ đấy bà con đã phát huy. Thì sau khi tái lập tỉnh, thì bà con nhân dân các bạn dân tộc xã Bản Đầu cũng rất là phấn khởi. Xã Bản Đầu phải đón trên 400 hộ đồng bào Mông ở các xã vùng cao biên giới xuống để bắt đầu thành lập 7 cái thôn mới trong khu vực La Lúc. Đây cũng là cái bước đầu mà xã phải tập trung làm sao để bà con ổn định sản xuất ở cả hai vùng Bản Đầu và La Lúc. Thế rồi xây dựng cơ sở vật chất, đường giao thông, thế nhưng mà nó cũng còn hạn chế, lúc ấy là nó chưa phát triển như bây giờ. Bản Lầu là một vùng đất còn nhiều khó khăn trong những năm đầu tái lập tỉnh và huyện Mường Khương. Cán bộ và nhân dân Bản Lầu đã không ngừng tích cực học hỏi, tìm ra lối đi trong canh tác, đưa cây trồng có năng suất và phù hợp với thổ nhưỡng vào sản xuất, dần tạo hàng hóa để xóa đói giảm nghèo. Năm 1995, cây dứa được đưa về trồng tại các thôn Na Lốc Cốc Phương. Cho đến nay, đã có diện tích trải rộng đến các thôn khác với hơn 1.000 hectare và có thương hiệu trên thị trường. Cùng với đó, vùng chè được phát triển với gần 700 hectare. Một số loài cây trồng vật nuôi như lúa sén củ, quế, lợn đen, cây ăn quả khác cho năng suất cao, tạo nên một bản lầu trù phú và phát triển. Bản Lầu cũng là xã đi đầu của huyện Mường Khương và về đích nông thôn mới từ năm 2015. Đến nay, các tiêu chí được duy trì và phát triển tốt, thu nhập bình quân 45 triệu đồng một người một năm. Phong trào xây dựng nông thôn mới, với cái 19 tiêu chí chúng tôi cho rất là tâm đắc, mà hầu như là phát động, triển khai học tập từ thôn bản cho đến xã. Thế bà con rất đồng tình ủng hộ cái xây dựng nông thôn mới này. Từ đây ra chúng tôi xác định 19 tiêu chí, nhưng tôi cho nó cũng là ba cái nhóm. Muốn phát triển được nông thôn mới thì cái nhóm thứ nhất là phải đảm bảo đời sống tinh thần vật chất của nhân dân phải được nâng lên. Cái nhóm thứ hai là phải có cái môi trường xanh sạch đẹp. Cái nhóm thứ ba nên là phải có một cái trật tự an ninh an toàn xã hội ổn định. Đấy là ba cái đó mà tôi xác định là phải trọng tâm để nhân dân thực hiện được. Bây giờ vào với một gia đình, vào với một thôn bản, nói chung là gia đình cũng có những nhà xây, cũng có những cái cơ sở vật chất rất là khang trang, nhân dân yên tâm, nói chung có nhà cửa vững chắc rồi, nói chung lao động sản xuất thì báo cáo ông chí là cái cuộc sống bây giờ nếu về đến chúng tôi nhìn lại cách đây chỉ 20 năm về trước thôi, mà quay lại bây giờ nhìn lại thì mình tưởng tượng mình đang ở thành phố rồi. Hiện nay thì xã đang duy trì tốt các tiêu chí để phấn đấu tới trong thời gian tới, đề nghị cấp trên tiếp tục công nhận là xã duy trì đạt nông thôn mới của huyện Mường Khương. Và bên cạnh đó thì cấp ủy chính quyền cũng chú trọng tập trung lãnh đạo nhân dân về phát triển kinh tế, đặc biệt là quan tâm những cây trồng hàng hóa, cây chủ lực theo nghị quyết 10 của tỉnh ủy Lào Cai. Và hiện nay thì trở thành những cái vùng mà sản xuất hàng hóa lớn, đặc biệt như là cây dứa, cây chè.
Từ một xã nhiều gian khó cách đây hàng chục năm, nay trở thành xã đi đầu trong phát triển mọi mặt so với các địa phương khác ở huyện Mường Khương. Bản Lầu vẫn luôn không ngừng phấn đấu, giữ vững các chỉ tiêu đạt được trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, cùng địa phương hướng đến thoát nghèo trong thời gian tới.